Mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục làm clip cho các bạn xem đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ chế biến một món ăn rất là đặc biệt, rất là các bạn, mình nghĩ rằng có rất là nhiều bạn hóng luôn đó. Vậy này đỡ nóng lên cái đã. Thì hôm nay mình yếu điệu thuộc nữ xíu nha bạn. Trời nắng quá, đội nón lá rồi nè. Thì ngày hôm nay mình sẽ chế biến một món ăn rất là đặc biệt mà các bạn trẻ rất là thích. Đây. Đây. Ngày hôm nay mình sẽ nướng đùi bim bim nha các bạn. Thơm ngon lắm đấy. Nó giỡn các bạn thôi chứ con bim bim của mình á, nó bữa nay nó đi chơi với mấy lũ bạn thân của nó rồi các bạn ơi. Cho nên là nó bỏ mình ở đây, mình tự quay, tự ăn và tự thưởng thức một mình. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ nướng tận hai cái đùi lận các bạn ơi. Đây, siêu to, siêu bự, siêu khổng lồ. Rồi nói vậy chứ nực quá. Thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nha, các bạn hãy theo dõi mình nha, đi thôi. Ê, mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn thành phần của ngày hôm nay của mình nha. Đây là hai cái đùi gà bà chà bứ. Đây, cô má mình mua cho mình nè các bạn. Còn đây là các thành phần gia vị nè, hành nè, rồi cái bịch nước sốt nè bạn. Còn đây là đường với lại muối với lại bột ngọt. Rồi đây là hai trái ớt và đây là trái chanh, đây là dưa leo một chút mình sẽ ăn kèm với các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp gà trước nha. À, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ giã hành tỏi này ra các bạn, đặng mình sẽ ướp vô gà của mình cho nó thơm. Đây mình đem xuống cái dưới cái gốc cây này mình đâm đi chứ mình đâm bên trên cái bàn mũ thì một hồi cái bàn mũ nó tét cái làm hai luôn đó. Má công má mình chửi mình nữa. Dầm. À, mình sẽ cho hết vào. Em cho nó thơm tho. Quá là thơm đó. Này, bây giờ mình sẽ xé cái bọc nước sốt này ra, ướp cho nó đậm đà và thơm hơn nha các bạn. Dạ, cái xay là cứng đó. Dạ. Đó, bây giờ mình sẽ chế vô. Đây là nước sốt chiên để ướp nướng nè các bạn. Tiếp theo mình sẽ lấy bên đây một miếng muối đường bột ngọt, hạt đây muối đường bột ngọt đây. Lấy qua mình sẽ gãi lên cho nó đậm đà hơn nha các bạn. Đó. Còn mấy trái ớt này hồi mình làm nước chấm đi, tại vì hôm nay mình quên mua ớt các bạn, còn có hai trái à. Thì sau khi mà mình đã bỏ gia vị vào, bây giờ mình sẽ mang cái bao tay vào nha các bạn. Đó. Ở nhà mình không có bao tay cho nên là mình chơi cái bọc luôn các bạn, miễn sao nó đừng có cho dính tay là được rồi. Sao cột đây ta, rất là khó khăn luôn đó. Bao tay có 102 đây, bây giờ mình sẽ chọn lên nha. Quá là to đó. Giờ đến trộn đều lên nào. Phớt. Trời ơi, nó vụt cái bọc ra rồi. Rồi ok các bạn ơi. Thì bây giờ mình đã trộn cái đùi gà mình lên rồi. Bây giờ mình sẽ để cho đây nó ngấm gia vị nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi đút lửa lên. Ok các bạn ơi, hãy đây mình đã chuẩn bị một cái bếp rồi các bạn. Giờ mình sẽ bắt đầu nhúm lửa lên nào. Thì hôm nay mình đã đổi view các bạn. Đổi cái bếp của mình qua một cái view mới. Thì giờ mình sẽ chắc vậy đi, cho nó dễ cháy đó các bạn. Bim bim giờ nó mê chơi, nó bỏ mình nó ăn một mình rồi. Giờ mình sẽ bắt đầu đốt lửa lên. Hôm nay quên đem cái hộp quạt rồi, quên đem cái đèn cày rồi cho nên phải đốt bằng tay luôn. Các bạn biết lý do gì tại sao mà mình hay đốt đèn cày không? Mình sợ nổ các bạn. Ui trời. Rồi các bạn ơi, sau quá trình mình sợ cháy nổ thì mình đã đi về mình lục lọi, mình tìm tòi, cuối cùng cũng được một còn được một cây đèn cày. Nên giờ qua đây mình sẽ đốt lên. Đó, vậy cho nó an toàn và chắc chắn các bạn ơi, mình sợ cháy nổ quá. Tại vì cầm cái hột quẹt mà quẹt lâu mình sợ nó nóng quá, nó sẽ cháy và xảy ra án mạng. Giờ con sâu nó sẽ chết. Cho nên mình bảo toàn tính mạng mình, về lấy cây đèn cày đó bạn. Vậy cho an toàn đi. Cháy lên rồi thì mình sẽ hỏi đèn cày. Chừng nào đốt không cháy mình lại tiếp tục bật cái đèn cày lên.
Wow. Giờ mình sẽ đút vào nha. Cái này rồi. Đó, cuối cùng nó cũng đã cháy lên rồi. Để như vậy thì nó dễ bắt lửa hơn đó các bạn. Đó. Thấy ra. Đây bây giờ mình sẽ để cái đèn cày với cái hột quẹt kế bên đây mình giấu nha. Thôi nó nóng nó nổ cái đèn cày à. Đó đó đó. Mình lấy cục đất dần lại, nó an toàn rồi trên hết. Rồi các bạn nhớ nhắc mình đem cái hột quẹt về nha, chứ thôi là nhiều khi á mấy lần mình đi quay bị mất cái hột quẹt hoài là do mình quên đó bạn. Mấy bạn nhớ nhắc mình nha, thôi về bị má mình chửi banh te đầu luôn. Rồi ok các bạn ơi, sau một thời gian đốt thì nó cũng đã tàn nhang rồi. Bây giờ mình sẽ ở lộn nó đã tàn củi rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng nha. Đây. Giờ mình sẽ bắt đầu nướng gà của mình. Nó đã ngấm gia vị rồi các bạn. Sẽ bắt đầu để lên nha. Wow. Wow. Đây các bạn ơi, thì trong quá trình chờ đợi đùi gà của mình chín thì bây giờ mình sẽ làm nước chấm nha. Đó. Bây giờ mình sẽ đâm ớt nha. Đây bây giờ mình sẽ cắt chanh nha các bạn. Nãy giờ mình đâm xong rồi cái mình lo mình nướng. Cho nên nước ở lộn này là nước của đường ra tan ra các bạn. Giờ mình sẽ nặn chanh vô. Bây giờ mình sẽ nặn vô. Khá là sợp luôn. Và đây các bạn ơi, thì cái đùi gà của mình đã nướng rồi các bạn. Bim bim của mình đã đi chơi về luôn rồi đây nè. Đó. Hôm nay đeo cho một miếng này thấy sang chảnh rồi, đứt luôn tiêu luôn rồi. Đó. Thấy sang không? Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức nha các bạn. Thì đây mình đã chuẩn bị cho bim bim hai cây xúc xích. Bây giờ mình sẽ thưởng thức một cái đùi nho nhỏ này. Thì nó mình nướng các bạn, cái gà này nó mỡ nhiều quá cho nên là nó bị khét các bạn ơi. Mình cố gắng mình chở rồi, cái này không có ăn được. Thì mày ăn cái xúc xích nè. Giờ mình sẽ cho bim bim ăn xúc xích trước nha các bạn. Dơ quá, quên đem ra khăn giấy rồi các bạn ơi. Cho nên mình sẽ ăn một cách khéo léo, mình sẽ không cho bim bim đụng tới cái tay mình nè. Bim bim ăn xúc xích đó, đó các bạn thấy bim bim ăn ghê không? Món xúc xích là món khoái khẩu của nó đó bạn ơi. Nè uống miếng nước đây. Trời ơi à, chị ăn mà chị gãy thôi. Rồi được rồi đó, giờ sẽ tới mình ăn nha các bạn. Sẽ gỡ mấy cái miếng khác này ra. Không, cái này không có cho ăn, không có ăn được. Đồng loại của mày đó, bạn thân của mày đó, thường thường mày chơi bạn thân mày đó. Rồi, giờ tôi sẽ thưởng thức trước nha. Thôi mày thưởng thức rồi, giờ tới tao, cái này không có cho ăn được. Tao cho mày ăn là tội lỗi lắm. Đây, giờ mình sẽ chấm một miếng nước sốt nha các bạn. Phan. Đó, chưa lại. Wow. Đây, xin mời tất cả các bạn một miếng đùi gà. Nè, giúp như thế này. Xin mời tất cả các bạn một miếng đùi gà với mình nha. Để mình ăn giùm cho. Đó.
quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi, rất là thơm luôn. Thôi là không có cho ăn được. Tôi thấy ăn một miếng dưa leo nha. Khá là cay á. Các bạn thấy nước chấm của mình lở lợm đúng không? Nhâm nhâm nhâm. Mà hình như hồi trước giờ mình quay video á, từ lúc lập kênh tới giờ á, chưa bao giờ mình nướng gà mình ăn hết trơn các bạn ơi. Chưa có bao cái video nào mình nướng gà mình ăn hết trơn. Đây là video đầu tiên các bạn. Cái xương. Do đây là bạn thân của Bim Bim cho nên mình không cho Bim Bim ăn được các bạn ơi. Nó không biết mình cho nó ăn tỏi lắm. Không nha. Cho quá cay quá. Nó không cho ăn được nha. Ôi nó cay. Thôi trái này bên đây đi. Một chút đi cho ăn thêm miếng xúc xích nữa nha. Đây này mình uống nước vô tầm mấy bạn. Thử uống nước nó còn dính mỡ nè. Này không có đem cái theo cái khăn giấy nó thật là khó chịu các bạn ơi. Xin mời tất cả các bạn một miếng nữa nha. Con chấm cho nó quết một miếng ớt cho nó thấy hấp dẫn nha các bạn. Rồi. Mời tất cả các bạn nha. Không có cho ăn được. Ta nói nó cay á. Ngày mình sẽ dùng cái đũa này mà quậy lên. Cái thịt gà này mình hồi nãy á, mình ướp nó đã vừa ăn, rất là vừa ăn luôn các bạn. Ồ, cái da thì nó rất là giòn, không có ăn được. Đây, xin mời tất cả các bạn nha. Gỡ cái miếng mỡ này ra. Nó thì cái gì cũng ăn hết trơn các bạn. Mình cho ăn cũng được, nhưng mình thấy tội quá bạn ơi. Muốn cho nó ăn. Mời tất cả bạn nha. Khá là cay. Mình ăn cay dở lắm các bạn ơi. Ăn cái da bây giờ còn cái đùi không? Cái thịt không? Nóng. Trời ơi. Mình cay rất là dở luôn. Ăn giờ muốn chảy nước mắt. Dạ. Gà này nó siêu mập. Mập y như Bim Bim vậy đó. Wow. Nóng quá bẻ không nổi luôn. Thịt rất là ngọt. Mình sẽ chấm miếng thơm. Miếng nước chấm. Ui cay. Hôm nay tội nghiệp Bim Bim mấy bạn ơi, không được ăn chung với mình. Tội nghiệp nó. Buồn vu vơ hả Bim Bim. À, mình thấy cái này xinh xinh không. Đợi tao chút. Ăn một miếng dưa leo. Ăn một miếng trà các bạn. Trà chua chua. Ăn cho nó đỡ ngán.
gà này mỡ không. Phải gà muốn mày chở các bạn. Bim Bim muốn ăn xúc xích rồi ha, để mình sẽ cắn cho Bim Bim ăn xúc xích nha các bạn. Đây, tôi cắn cho. Chép chép là phái phái rồi đó. Vô. Thấy không? Thấy không? Các bạn thấy nó không? Nè. Nó. Trời đất ơi, dám đưa nó một nồi xúc xích nó cũng ăn hết nữa. Cái cuối cùng rồi đó. Chị cắn cái tay tôi phải đi rửa tay đó nè. Gì dạ? Vuột hả? Kéo xuống cho hả? Được chưa chị xui nè, nè còn miếng nè, nè nè nè, khát nước chứ gì. Đó, quá trời đúng mà. Chưa đã khát hả? Trời ơi, chị uống nhiễu nhão làm tôi phải đi rửa tay đó nè. Nè, tao cho chị Bixi luôn đi. Nè Bixi. Nè. Bixi nó đang dưới chân mà các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ đi rửa tay nha. Mệt cái chị Bim Bim này quá à. Mình rửa tay thôi. Trời ơi, mỗi lần cho nó ăn uống cái là mệt mỏi các bạn ơi. Ship cái này lại. Đó là, cái đó là mình chừa cho cha mình nha các bạn. Tại vì á, mẹ mình ăn thịt gà không được các bạn ơi, cho nên là mình chừa cho cha mình thôi. Xin mời tất cả các bạn một miếng thịt gà với mình nha. Để mình sẽ ăn cho. Thế là cái xương cho chị Bixi nha. Thôi gà hả? Buồn hả? Phải thế là không dưa leo không? Quá thơm. Chưa chưa? Ngon. Cái sụn thịt gà bạn rất là ngon luôn. Đồ khấu. Nè nè, bà không chịu làm đẹp các bạn ơi. Thôi gỡ ra cho chị nè, nó không chịu làm đẹp. Tôi đang ăn mà chị làm cái gì vậy? Mới sợ quá nha. Quá là đã. Nhảy này mới lãi các bạn ơi. Quá cân sụn sụn. Cái này bự cho bán luôn nè. Cái này phần bự nhất luôn mình. Mình cái đùi nhỏ mình ăn cái nhỏ à. Trừ cho cha mình cái đùi bự. Ăn một miếng cà chua. Nước nó chảy. Thấy thương luôn. Chị ăn dưa leo không? Cho chị ăn dưa leo nè. Ây da. Nè. Đúng không? Nè. Không ăn. Ha. Không ăn luôn đi. Rồi chắc cái video của mình xin kết thúc tại đây luôn các bạn. Đó. Hôm nay Bim Bim buồn các bạn ơi. Chắc mình với lại Bim Bim xin kết thúc clip tại đây luôn các bạn. Nếu các bạn nào thấy clip ngày hôm nay mình và Bim Bim hay và thú vị, hãy để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ hai đứa mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. See you again. Bye bye.